chào tất cả các bạn. Chào hồi nãy thầy Phúc về chứ không thôi là bây giờ đứng ngay tại đây chúng ta sẽ có 3 giáo viên, 3 mentor sẽ chính thức giữ cái trọng trách là truyền tải kinh nghiệm cũng như là training cho các bạn học viên của F Academy. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên, chỉ là buổi khai giảng thôi, cũng chưa có muốn dạy các bạn gì nhiều để tạo các bạn áp lực. Nên có lẽ là Ngân và Vân sẽ thay mặt anh Phúc chia sẻ một chút vì sao Ngân lại nói rằng F Academy sẽ khác những cái học viện khác chuyên chỉ đào tạo người mẫu chuyên nghiệp mà thôi. Đây có lẽ là cái học viện đầu tiên mà Vân tham gia, nên là đây cũng như là sức trẻ của mình và những cái kinh nghiệm mấy lâu nay mình sẽ đổ dồn vào đây và sẽ san sẻ tất cả cho các em, và hy vọng là các em sẽ nắm bắt một cách rất là tốt. Đó, sẵn nói về cái việc là đây là học viện đầu tiên như Vân tham gia thì Ngân lại phải nói về cái cơ duyên vì sao mình lại bắt gặp cô nàng này. Nhắc đến như Vân thì ai cũng biết rằng đây là một cô giáo viên rất là chuyên nghiệp, rất là nhiệt tình và đã từng âm thầm có mặt sau ít nhất 2 mùa thi Hoa hậu, 2 trong 3 cái tên của cuộc thi lớn nhất tại Việt Nam mà chuẩn quốc tế. Thì các bạn đã hiểu được là vì sao người ta lại chọn Vân vào vị trí huấn luyện viên kết nối cho tất cả các bạn thí sinh thi Hoa hậu rồi, đúng không nào? Thì Ngân là người theo dõi Vân từ rất là lâu rồi và Ngân rất là thích cái cách làm việc của Như Vân cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của cô nàng này. Nên là mời Vân về cho bằng được để cùng với Ngân và thầy Phúc có thể gây dựng F Academy. Và Ngân cũng rất là hy vọng là với cái thông điệp này Ngân sẽ truyền tải được đến các bạn rất là muốn. Không chỉ là thay đổi hình ảnh cá nhân nè, chúng tôi không chỉ dạy cho những bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Ngân rất muốn những bạn bình thường cũng có thể đến với học viện của F Academy để trở nên tốt hơn, là một cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình để có thể biết cách đi đứng. Catwalk nè, chúng ta có thể tự tin thể hiện phong thái của mình, thay đổi phong cách thời trang. Và đặc biệt đến với cô Ngân thì chắc chắn là cô sẽ rất là quan tâm cái việc kỹ năng sử dụng giọng nói của các bạn như thế nào. Thì đó là thông điệp và tiêu chí mà F Academy luôn muốn hướng tới. Nếu như các bạn cũng muốn thay đổi bản thân thì hãy đến với F Academy, đến với Ngân, Như Vân và thầy Phúc nhé.